Mời các bạn tiếp tục đón nghe Tập truyện tình báo Kế hoạch bàn tay vô hình Phần 4 Số 7 vừa dắt xe máy ra đường Đã thấy một cô gái trẻ Có khuôn mặt dễ coi Thân hình tuy hơi mạnh nhưng cân đối Đang loay hoay bên chiếc Honda nữ chết máy đang rất bực tức. Cô bắt gặp cái nhìn của số 7 và vội mỉm cười lúng túng. Anh ơi, anh xem giúp hộ em. Vốn không quen từ chối phái yếu điều gì, nhất là với các cô gái trẻ chịu chơi, nên mặc dù đã gần đến giờ làm việc, số 7 vẫn dựng xe cạnh vỉa hè để đến xem giúp cô gái. Đạp thử cần khởi động, không thấy ăn thua gì. Cài số dắt chạy cũng không nổ. Hắn bèn ngồi xuống xem máy mở cốp xe của mình lấy cờ lê và tuốc nơ vít ra hắn tháo vài bộ phận máy ra xem cô gái cúi xuống sát bên cạnh hơi thở nồng ấm khẽ phả vào má hắn và qua chiếc áo thun của hơi rộng hắn còn liếc thấy một phần bộ ngực đầy hấp dẫn khiến hắn như có thêm nguồn sinh lực ra tay giúp người đẹp tìm ra bệnh hắn say sưa giảng dài xe của em yếu phần điện lắm dây điện nát quá thành ra cứ chạm mát hoài Má viết bạch kim thì dỗ Cho nên bu di không bật tia lửa điện Trong buồng đốt Em có hiểu không Xích cam của em Nói xin lỗi Chỉ đi độ thắng nữa Là có thể có quyền đem vứt sọt rác được rồi Đoạn hắn cười Chú cha Lại còn anh chàng phớt dầu này nữa Nghe chừng cũng bị hở Chắc là đi xe em thấy khói lắm hả Cái xe này đúng là của một thằng Vừa đi vừa phá nên mới điêu tàn như thế này. Nói tóm lại, nó bị suy nhược toàn thân. Cô gái lo lắng. Chết, làm thế nào giờ anh? Em lấy gì mà đi bây giờ? Việc cần có xe lắm anh ạ. À. Anh, anh giúp em với. Số 7 cười nhăn nhở. Yên chí, em đã nhờ, anh sẽ có phép cho nó nổ được ngay lập tức. Mở cốp xe anh lấy cái túi đựng đồ ra đây. Bỗng sực nhớ điều gì, Hắn vội lao theo, giằng tay cô gái. "Thôi thôi, để anh làm cho, không có em lại bới tung của anh bây giờ, hỏng hết cả." 15 phút sau, khi số 7 đã chữa xong xe cho Lý, cô gái có khuôn mặt dễ coi ấy chính là nữ trinh sát Lý. Dấu tay của hắn đã được đưa về phòng xét nghiệm và kết quả được báo cáo ngay cho Phan Tùng. Dấu tay của số 7 hoàn toàn trùng khớp với dấu tay của kẻ đã lái xe đâm vào nhân anh và dùng hồ nước để thủ tiêu nốt lái xe hải đưa tấm ảnh của hắn cho người phụ lái trên xe khách và bà chủ quán nước những người này cũng đều nhận ra người trong ảnh tuy anh phụ lái không dám cam đoan thật chắc chắn vì anh ta chẳng bao giờ nhìn kỹ mặt hành khách chính là người họ đã gặp hôm trước hắn đã lợi dụng sơ hở của trinh sát để thoát ra khỏi nhà bằng một lối nào đó phan tùng nhận định như vậy cho đến lúc này hắn và tên HG trong bức điện của chúng chỉ là một rút bé bi là như thế đó thủ trưởng cho lệnh bắt hắn chứ phan tùng mỉm cười đáp hắn thì đủ điều kiện để bắt rồi nhưng không phải ngay lập tức với thằng này ta sẽ bắt thật đúng lúc rời khỏi cổng cơ quan đỗ hưng xem đồng hồ đeo tay đã sắp đến giờ liên lạc theo quý ước hắn vòng xe về hướng khu tập thể ngoại ô thành phố nơi hắn dự định sẽ chọn điểm thuận lợi để phát sóng và vừa giảm ga cho xe chạy chậm lại hắn vừa suy nghĩ về hắn về những việc hắn đã làm trong mấy ngày vừa rồi tên điệp viên mang bí danh hc thực ra chỉ là hai chữ cái viết tắt tên thật của hắn hoàng trấn quả thực đã làm được khá nhiều việc cho trung tâm của hắn trong một khoảng thời gian ngắn đã từ 10 năm nay, kể từ ngày được bọn chỉ huy tình báo CIA ở Sài Gòn tung ra đất Bắc dưới cái lốt giả của anh thương binh, Đỗ Hưng bị rơi vào tay chúng trong một trận bọn tám báo Mỹ ngụy đánh úp trạm giao liên trên đường ra Bắc, được đi học và vào làm việc ở công ty du lịch. Hắn đã thực hiện đúng chỉ thị của quan thầy là chỉ tồn tại được vỏ bọc chắc chắn và nằm im đợi lệnh hoạt động. 10 năm nay, đến giờ hắn mới hoạt động và hắn tự cho là đã hoạt động ra trò với nhiệm vụ thu thập tin tức trong lĩnh vực kinh tế. Hắn thực hiện không khó khăn lắm bởi trong tay hắn đã có vô số những nguồn tin lấy được từ mối quan hệ quảng giao mà hắn đã dày công xây dựng. Hắn làm bạn với toàn những nhân vật có mức lương không dưới kỹ sư bậc 3 hoặc chuyên viên bậc 1 và nhất định những người đó phải là từ phó trưởng phòng trở lên ở những cơ quan kinh tế hoặc có quan hệ mật thiết với kinh tế, thậm chí có cả cỡ thủ trưởng tối cao của một cơ quan. Sẵn tài vật về giao du cộng với kiến thức của trường tình báo Mỹ và lợi thế của cương vị công tác cho phép hắn kết bạn với những người hắn cần một cách dễ dàng nhất. Hắn giúp đỡ người đó không chỉ bằng tiền bạc khi cần thiết mà còn bằng những việc làm mà người khác ở địa vị xã hội cao hơn hẳn cũng chưa chắc đã làm được. Ví như, chạy cho người thân của bạn đi học chỗ này và làm chỗ nọ. Những việc làm mà từ lâu người ta đã có câu lưu truyền, nhất thân nhỉ thế. Và hắn, Hoàng Trấn, chỉ nhờ thân quen mà làm được hết. Tác dụng của mối quan hệ rộng là vậy. Cái nọ hỗ trợ cho cái kia, giúp được người này do quen người kia. Và cuối cùng thì Hoàng Trấn bao giờ cũng là kẻ thu lợi nhiều nhất. Nghề tình báo đối với hắn cũng như một nghề kinh doanh, nếu khéo léo tính toán có thể bỏ ra một vốn để thu bốn lời. Ở đây, hắn lại không phải bỏ vốn và cũng không phải bận tâm lắm nếu bị lỗ vốn. Tất nhiên, phải loại trừ đến sự lỗ vốn dẫn đến phá sản, có nghĩa là bị phát giác và bị bắt. Hoàng trấn rất thích câu nói của một nhân vật hắn đọc được trong cuốn truyện trình thám nước ngoài. Mỗi người đều phải cần đến một thứ nhà buôn, cần hàng hóa, chủ hộp đêm cần có gái và những người làm nghề tình báo của chúng ta. Chúng ta cần bí mật của kẻ khác. Theo hắn, bí mật của kẻ khác là những thứ hàng hóa đắt giá nhất, là vua của mọi thứ hàng hóa trên đời và là phương tiện tốt nhất để con người có thể chiến thắng con người trong bất kỳ một loại chiến tranh nào nhằm bất kỳ một mục đích gì. Chính vì vậy mà hắn hoạt động không chỉ bởi nhiệm vụ mà còn nhận thức nữa. Hắn đã vận dụng nhận thức ấy của hắn để khai thác tất cả những bí mật ở những con mồi mà hắn vớ được. Nhân anh là một con mồi không tự nguyện do cấp trên giao cho hắn khai thác. Vì vậy, đối với gã, Hoàng Trấn làm việc khá dứt khoát. Hắn chỉ việc đòi hỏi, ra mệnh lệnh và ban thưởng sau đó là loại trừ. Hắn không tán thành chủ trương của cấp trên là sử dụng nhân anh và việc đánh cắp công trình nghiên cứu của tiến sĩ M. Vì theo hắn, việc đó đối với nhân anh là khó và có thể dẫn đến thất bại. Công trình đó còn trong giai đoạn nghiên cứu và như vậy đánh cắp nó là một công việc lâu dài. Hơn nữa, ý nghĩa và tính chất quan trọng của nó thế nào cũng được sự bảo vệ cẩn mật của cơ quan an ninh quốc gia hắn đã nói thẳng điều hắn suy nghĩ trong dịp trao tài liệu cho một tên liên lạc được cử từ thành phố hồ chí minh ra hà nội đưa thằng bé tức nhân anh vào vụ này là không lợi ông có thể chuyển lời của tôi tới trung tâm là theo tôi chỉ nên dùng nó vào việc theo dõi hoạt động của ông ta và chọn được cơ hội thuận tiện ta sẽ úp mẻ lưới đánh gọn là tốt nhất ý kiến của hắn cuối cùng đã được ông chủ chấp thuận. Như vậy, hắn chỉ cần tiếp cận tiến sĩ M một vài lần, có một chút tài liệu về ông ta, và sau đó có được tin tức về chuyến công tác sắp tới của ông ta tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế là đủ. Hoàng Trấn cảm thấy hắn bắt đầu bị theo dõi. Hắn không bận tâm lắm về việc nguyên nhân nào đã dẫn đến điều đó. Bởi hắn quan niệm là một điệp viên dù giỏi đến đâu đã hoạt động, ắt phải có bại lộ mà hắn chỉ lo tìm phương kế chống đỡ. Trước tiên, hắn ra lệnh cho nhân anh, tạm thời ngừng gặp hắn. Và trong thời gian đó, hắn tìm ra tên chủ môn lậu cường để dùng ngón tay đánh thử một đòn nghi binh. Đòn này đã làm cho hắn hình dung được khá rõ mức độ bị theo dõi và trình độ nghiệp vụ của đối thủ. Chúng nó không phải là soàng. Hắn đã đánh giá. Tuy nhiên, mình vẫn hơn vì mình có quyền chủ động không sử dụng thủ thuật phát tin tốc độ cao từ một điểm cố định nữa hắn chuyển điện đài vào trong cốp xe honda để sử dụng nguồn điện của xe thu nhận tin tức lưu động vào giờ quy ước chiến thuật này hình như đã chứng minh cho suy luận của hắn vì thực tế hắn vẫn duy trì được các buổi thu nhận tin tức một cách an toàn máy dò sóng và công an đã hai lần chậm chân hơn hắn tại các địa điểm hắn sử dụng đài phát Tất nhiên kiểu này không thể tiến hành lâu dài được. Sẽ có lúc chúng theo mình đến tận nơi để chộp. Nhưng bây giờ chúng chụp mình là hạ sách. Và mình cần phải tận dụng thời gian quý báu để làm nốt những công việc còn lại. Một trong những việc còn lại là thủ tiêu gã nhân anh, nhân chứng sống, nguy hiểm kia. Hoàng Trấn xin cơ quan cho nghỉ ốm để ngồi ở trong nhà, nghiên cứu phương pháp thoát khỏi vòng vây vô hình. Mà hắn hiểu là đang siết chặt ở quanh hắn. Phát hiện ra vòng vây không có, nhưng cái khó là làm thế nào để thoát khỏi vòng vây đó một cách êm thấm để rảnh tay hoạt động. Cuối cùng hắn đã chọn lối thoát qua các mái nhà và những cây cao mà quanh xóm. Đó là lối đi của loài mèo và chỉ có trẻ con mới biết được. Hắn phát hiện ra lối đi này trong một lần mắc anten máy thu hình cho ông hàng xóm. Giờ này. Xong hắn ở khá vắng vẻ Chỉ cần khéo léo một chút Là không ai phát giác được Và thế là hắn đã gặp nhân anh Ở điểm hẹn Bạn đã lấy được cho mình Ngày giờ lên đường của ông ấy rồi chứ Hắn hỏi với giọng thân mật Dạ tôi có ghi lại cho anh đây Nhân anh móc mảnh giấy trong túi ra Nhưng hắn đã ngăn lại Khỏi cần Cứ đọc miệng cho tôi là đủ Nhân anh đọc xong Hắn gật đầu Nhớ rồi lát nữa đi khỏi đây phải xé ngay mảnh giấy để vứt đi cứ tiếp tục đi về phía phủ lý chiều nay ta sẽ gặp nhau tại đó môi nhân anh hơi run run lên anh hai hết việc này là xong chứ hoàng trấn bật cười sao ngán rồi à vâng thú thực là là tôi ngán rồi sáng nay lúc đến đây đúng là có người theo đuổi tôi nếu tôi không nhanh và làm đúng như anh dặn thì có lẽ đã bị tóm rồi đoạn gã thở dài làm việc này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không giao hết đó chỉ là cảm giác thôi hoàng trấn vỗ vai nhân anh như thể muốn trấn an tôi mới là thằng đáng phải sợ gấp nghìn lần cậu chứ thôi được cậu khỏi lo việc của chúng mình đến đây coi như đã xong tôi với cậu không phải cộng tác với nhau nữa cậu cứ yên tâm mà tận hưởng cuộc sống đi sau việc này anh cũng đi nơi khác à Nhân Anh thở phào và tỏ vẻ quan tâm, hỏi lại. Hoàng Trấn nghiêm sắc mặt. Điều đó cậu không cần biết. Thôi, tạm biệt. Chúc cậu mọi sự như ý. Hắn chia bàn tay ra. À, cứ giữ lấy mảnh giấy này chiều ra lại cho tôi. Ta sẽ gửi cả cho ông chủ coi như một dấu chấm hết cho công việc của cậu. Nhân Anh gật đầu và vừa cho xe lướt đi thì Hoàng Trấn đã gọi lại đằng sau chúc thượng lộ bình an Đi đường cẩn thận nhá Ý đồ dùng chiếc xe tải Của anh tài nghiện rượu kia Để giết nhân anh Đã nảy ra trong óc hắn Bố trí một vụ tai nạn giao thông Theo hắn dễ làm Và gọn gàng nhất Một vụ tai nạn giao thông Do lái xe say rượu Không làm chủ được tay lái Tuyệt Địch thủ của hắn Sẽ phải đi vào ngõ cụt Khi cả gã say rượu kia Cũng đi đời và mảnh giấy nọ vẫn nằm trong tay nhân anh. Hắn chẹp miệng, hai mạng người một lúc, kể cũng hơi nhiều. Nhưng nhất thiết phải hy sinh như vậy. Năm chén rượu chưa đủ làm cho gã tài say mềm, xong chỉ cần một liều ê te, món mà Hoàng Trấn mang đi để dành cho công việc hôm nay, đã đánh gục anh ta một cách êm thấm. Không để lại thương tích gì, không làm anh ta chết trước khi xuống nước hoàng trấn đã làm tất cả những gì để chứng minh rằng người lái xe chết vì rượu và chỉ rượu mà thôi hắn tin rằng hồ nước sẽ giúp hắn xóa hết những dấu vết còn lại giọng óc mẹo và buồn ngủ kê te nữ thư ký của đi trả lời qua máy mr phi bằng ngài Weiner đi vắng chưa về khoảng nửa giờ nữa Phi bằng đặt ống nghe xuống bàn Bao giờ cũng vậy Gã họ đi này cứ đi vắng vào những lúc cần thiết nhất Phi bằng rất không ưa tên sếp mới Vì tác phong làm việc của hắn Và Weiner khác nhau quá nhiều Weiner chậm chạp, thiếu nhiệt tình và độc đoán Không như hơn hát Hay Peter Quách Quân Hoa Một tên CIA gốc tàu chính cống Đã từng làm trạm trưởng CIA ở Tân Gia Ba Weiner chẳng bao giờ nghe theo sự góp ý của cộng sự hay của cấp dưới. Hắn chỉ làm theo ý thích của cá nhân. Xuất phát từ đầu óc đa nghi và cái nhìn thiền cận như sự đánh giá của phi bằng, Weiner như chẳng tin một ai và hắn giữ miếng với tất cả mọi người. Phi bằng còn nhớ như in buổi gặp đầu tiên vào mùa đông năm ngoái giữa hắn và Weiner khi tên này đến tay chân Peter Quách. Bữa đó, thay vì một tấm danh tiếp với lời lẽ lịch sự mà những tên trạm trưởng khác thường đưa cho cộng sự viên. Phi bằng chỉ nhận được mảnh giấy đánh máy với những dòng chữ cọc lốc. Mời đến văn phòng đại diện thương mại hãng anh em dôn hồi để gặp mặt. Đọc mảnh giấy, cảm giác đầu tiên của Phi bằng là sự khó chịu. Thằng bẽo này rõ ràng là không có ai ra gì Hắn cau cặp lông mày rậm lại, nghĩ thầm, chắc hẳn đối với hắn, mình cũng chỉ là một tên xâm lược người Việt Nam. Tôi nhớ không hơn không kém, lần đầu tiên trong đời, có lẽ đây là lần đầu tiên Phi Bằng nghĩ đến thân phận của mình với những ý nghĩ trái hẳn trước kia. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác về sự nhục mạ. Song cảm giác đó cũng nhanh chóng mất ngay khi một ý nghĩ khác chợt đến với Phi Bằng. Biết đâu Winner chẳng được giới thiệu một cách không đầy đủ về mình vụ không tìm lại được bản hồ sơ mật mã của cia ở sài gòn chắc đã đánh một đòn khá nặng vào uy tín của peter quách và của cả mình nữa trong trường hợp đó khó có thể tránh được thành kiến vụ bản hồ sơ mật là một thất bại cay đắng của phi bằng cách đây hai năm về trước mà bây giờ nhớ lại hắn vẫn thấy đau xót thậm chí đau xót hơn Cả vụ trước đây, hắn đã để sổng tên đặc vụ tàu Mao ở Sài Gòn. Ngày ấy, bản hồ sơ cho kế hoạch hậu chiến của CIA ở Việt Nam được mã hóa và giấu trong một chiếc nhẫn đeo tay bằng kim cương đã bị một nhân viên người Mỹ của CIA ở Sài Gòn đánh mất trong cuộc di tản ngày 29 tháng 4 năm 1975, sau đó bị lưu lạc sang Sakhan, một nước ở phía Miến Điện và Thái Lan Phi Bằng và Peter Quách, trạm trường của hắn đã được lệnh của Hơn Hát truy tìm bằng được và kết quả cuối cùng chiếc nhẫn lại rơi vào tay tình báo Việt Nam kèm theo một lô những tài liệu tệ hại tố cáo sự dính líu của CIA và công cuộc phá hoại ngầm ở các nước trong khu vực khiến cho chính phủ Sakhan làm ngơ không đặng buộc phải ra lệnh trục xuất một loạt nhân viên CIA kể cả những tên ngụy việt nam lưu vong trong đó có phi bằng và đồng bọn wiener đã bắt phi bằng chờ hắn cả nửa tiếng đồng hồ ở trong phòng đợi khi phi bằng bước vào wiener không ngồi ở bàn tiếp khách mà đang đi lại khắp trong phòng một tay cầm kính lúp một tay cầm vật gì như một chiếc hộp nhỏ đầu cắt cao như kiểu võ sĩ quyền anh wiener ném một cái nhìn sắc lạnh về phía phi bằng đại tá Mời ông ngồi, tôi thật không hài lòng về cái bureau rô này. Phi bằng dương mắt nhìn Wainer với vẻ không hiểu. Quay lại bàn, Wainer giải thích. Tôi thấy những máy nghe trộm đã được mắc ở đây. Vì lẽ gì? Theo tôi điều này không thể chấp nhận được. Hắn thậm chí đến cả không thèm bắt tay mình. Phi bằng vừa nghĩ thầm, vừa nhìn trả lại Wainer, cũng với một vẻ sắc lạnh không kém. Mặc sắc hắn cứ để hắn tiếp tục xem sao Mình sẽ im lặng Không thấy Phi Bằng trả lời Wainer nhún vai Và ngồi xuống ghế sau bàn Mở hộp xì gà La Habana Lấy một điếu cúi đầu châm lửa hút Đoạn hắn đẩy hộp xì gà Về phía Phi Bằng Gật đầu ra hiệu mời Nhưng tên cựu mật vụ của chế độ Sài Gòn Đã rút bao thuốc lá đặc biệt của hắn ra Loại thuốc lá đã được tẩm vào mỗi điếu Một lượng cần ra thích hợp Cảm ơn ngài Xin phép ngài cho tôi dùng thuốc của tôi Hắn lễ phép trả lời Trong khoảng thời gian chừng vài ba phút Hai bên liên tục rít thuốc Và nhìn nhau qua làn khói Cuối cùng Tên Mỹ mở miệng trước Ông có loại thuốc hay thật Người mùi mà tôi biết Chắc là hút loại thuốc đó Ông có hưng phấn với công việc hơn Từ ngài Có lẽ nó cũng có chút ít tác dụng Phi bằng trả lời với vẻ ức oải hắn vẫn giữ thái độ im lặng thăm dò qua ánh mắt của hắn có lẽ wayner cũng hiểu tuy vậy hắn vẫn bình tản hút xong điếu xì gà và vừa dụi tàn thuốc vào gạt tàn hắn vừa nói với giọng nhát gừng chúng ta đã gặp nhau và bỏ qua những thủ tục xã giao không cần thiết ông phi bằng chắc ông hơi khó chịu với tôi phải không Weiner nở một nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt. Nhưng nụ cười đó, Phi Bằng cảm thấy chẳng tăng thêm sự thân thiết chút nào. Tôi là một nhân viên tình báo, chứ không phải một nhân viên lễ tân ở Bộ Ngoại giao. Và ông cũng vậy. Đó là những chuyện lặt vặt, không cần thiết phải không? Ta hãy nói về công việc. Phải nói thẳng rằng công việc ở đây không làm tôi hài lòng. Không hài lòng một chút nào. Hắn nhấn mạnh. Các ông đã làm được quá ít không để phi bằng kịp có ý kiến werner khoác tay chỉ một vòng quanh buồng trước tiên là ở đây các ông đã cho trang trí những thứ mà đáng ra không thể trang trí trong phòng làm việc của một người phụ trách tình báo trong khu vực được tôi sẽ cho tháo gỡ hết có lẽ hắn sẽ chỉ chừa lại một thứ đó là máy ghi âm ở dưới gầm bàn làm việc của hắn phi bằng nghĩ thầm thằng cha này quả là một thằng cha quái gở hắn không biết hay làm bộ không biết rằng đó chỉ là một nguyên tắc đã được trung tâm chỉ huy quy định áp dụng ở tất cả mọi nơi. Làm sao mỗi nhân viên gì à lại không chịu sự kiểm soát công việc của mình? Cô thư ký nữ kê tè với bộ ngực đồ sộ và cặp mông núng nính hình như không tương xứng với thân hình mảnh khảnh của cô ta. Quyển chuyển bước vào phòng và trao cho Wayner một tấm danh thiếp. Thưa Mr. Ông ta đợi ở ngoài. Cô bảo hắn rằng Một giờ nữa tôi sẽ tiếp hắn nha Weiner thậm chí chẳng thèm liếc qua tấm danh thiếp Phán đợi kê te khép cửa buồng lại Y tiếp tục Ông Phi Bằng Những việc ít ỏi mà các ông đã làm Trong thời gian qua Khiến tôi ngạc nhiên Chưa kể đến những điệp vụ thất bại Thưa ngoài Weiner Tôi và những người có trách nhiệm Đã làm tất cả những gì có thể làm được Chưa đủ Weiner buông một câu ngắn Trước khi rời Washington, tôi đã được nghe Mr. Hơn Hát giới thiệu về ông như một điệp viên không đến nỗi tồi của phân bộ Đông Nam Á. Thế nhưng, đến kết quả công việc thực tế thì... Không, tôi tin rằng các ông không phải là đã làm hết khả năng. Ông cần phải thừa nhận với tôi điều đó. Thưa ngài, thế ngài có hiểu địch thủ của chúng ta là những kẻ như thế nào không? Sao tôi lại không hiểu? Tuy địa bàn hoạt động trước đây của tôi không phải là miền Nam Việt Nam, nhưng tôi cũng đã ở đấy mấy tháng và thời kỳ ngày cô mơ bắt đầu thực hiện chương trình Bình Định. Cũng như tôi đã thường xuyên trao đổi với các ngài Lesden và Forithem, thậm chí với cả ông John van về công tác ở đó. Phi bằng nhếch mép trong một nụ cười hàm ý coi thường. Tưởng gì, hóa ra ngồi trước mặt hắn là một kẻ đánh giặc trên bản giấy. Hắn lầm bầm. Thực tế ở Việt Nam khác xa thực tế ở những địa bàn khác. Đúng. Trái với ý nghĩ của Phi Bằng, Weiner gật đầu xác nhận. Chính vì vậy, tôi không coi công việc của các ông. Những người đã dày dạn kinh nghiệm thực tế ở đó là tôi. Các ông chưa hiểu tường tận những điều mà đang lẽ ra. Các ông phải hiểu. Chính vì vậy, tôi muốn có một sự cải tổ các phương pháp làm việc lỗi thời và không hiệu quả của các ông ở đây. Werner đã bắt Phi bằng phải về suy nghĩ và đệ trình lên cho y một bản báo cáo những phương án mới cho công tác chỉ đạo điệp vụ trong tương lai. Ba ngày sau, khi Phi bằng đệ trình báo cáo, y mới tèm xem và khi Triệu Phi bằng cùng với một số nhân viên do so hắn cai quản đến hội ý, y, y đã tuyên bố mà chẳng thèm nhìn ai cả các ý kiến đề xuất cho phương pháp làm việc mới của các ông cái mới thì không hay mà cái hay thì không mới các ông nên nhớ về công tác tình báo đã nhiều năm nay người ta có mặc cảm là cia của chúng ta thua kém tình báo cộng sản chúng ta đã không dám nghĩ tới những hoạt động táo bạo hơn bây giờ cần phải thay đổi cách suy nghĩ sai lầm đó bằng một hành động y chính thức giao cho phi bằng phụ trách tất cả các khâu hành động trong việc tuyển mộ điệp viên tung người vào do thám hay hành động chống lại điệp viên đối phương nhưng tước đi của phi bằng chức năng tham mưu và các quyền điều hành khác mặc dù y thừa biết phi bằng có thể dò ra được là y đã làm trái với lời đề nghị của hơn hát nay là phó văn phòng cục mật vụ cục lớn nhất trong bốn cục hiện nay của cia và kiêm trưởng phòng tình báo ở nước ngoài với giọng khô lạnh. Y nói với phi bằng: tôi đã nghiên cứu lý lịch và các báo cáo về nhiệm vụ của ông. Tôi thấy ông là con người thích hợp với công việc đó. Chắc ông cũng không nghĩ đơn thuần rằng ông sẽ chỉ làm những việc một thám tử hạng bét của Pinkerton cũng thừa sức làm được, có phải không? Thưa ngài Weiner, đối với tôi thì việc gì cũng được. Ngài nói đúng tôi ưu hoạt động phi bằng trả lời một cách vắn tắt hắn suy nghĩ nhiều về thái độ phải đối phó với nơ và hắn cho rằng tốt nhất trong lúc này khi chưa có cách gì làm cho hơn hát hiểu rằng lão ta đang tống một thằng cha tự phụ và bất tài đến đây thì chỉ có một cách là tuân lệnh nơ hắn chấp nhận kể cả việc nơ yêu cầu hắn phải báo cáo từng công việc nhỏ nhất hằng ngày thông qua đường dây liên lạc với đại sứ quán Mỹ hoặc với văn phòng không chính thức của Weiner ở trụ sở văn phòng đại diện hãng anh em. Bây giờ Phi bằng đã gọi điện để báo cáo vụ mất các tài liệu cho Weiner và hắn đã được trả lời như vậy. xong Phi bằng không mấy tin ở KT rất có thể Bà Weiner còn đang làm tình ngay trên bàn làm việc một thằng đàn ông háo sắc và một con đàn bà dâm đãng đã hơn một lần phi bằng bắt gặp chúng làm cái trò đó ở phòng làm việc giữa buổi trưa và hắn đã im lặng rút lui như khi bước vào sau đó hắn tự mắng mình là không ghi lại một vài bức hình để làm kỷ niệm cho bộ sưu tập bây giờ mình mới hiểu một trong những lý do thằng mẽo này bắt tay tháo bỏ hết các máy kiểm tra trong Piro phi bằng thầm nghĩ chắc lúc này Weiner và Keter cũng đang mặc sắc chúng sự việc đã vậy thì hắn nghĩ tới mình đã phải xử trí sao với chiếc cặp tài liệu đây không hắn không thể để mất tập hồ sơ quý giá đó bất kỳ giá nào hắn cũng phải lấy lại bằng được việc trước tiên phải tìm ra thủ phạm nốc cạn ly rượu thứ hai phi bằng mở hộp thuốc lấy điếu thuốc lá đặc biệt ra châm lửa hút. Vừa thở ra những vòng khói tròn dọc, hắn vừa suy nghĩ. Bỗng như nhớ ra điều gì, hắn bước vào trở lại, nơi có chiếc tủ, trong có tập tài liệu và xem xét ở các vách tường, góc trần nhà và góc sân nhà. Cánh cửa ra vào đột ngột mở ra, làm phi bằng giật mình. Hắn đã quên khóa phía trong. Hắn chờ đợi một câu ra lệnh ngắn gọn và một họng súng chĩa vào gáy nhưng trong tấm gương lớn ở trên cửa tủ chỉ hiện ra bóng người phục vụ của khách sạn với một cái khay ở trên tay phi bằng bực bội hỏi tôi có gọi anh đâu thưa ngài người ta gửi cho ngài một bức thư người phục vụ lễ phép trả lời và đưa chiếc khay về phía phi bằng trên khay là một chiếc phong bì màu xanh nhạt ai gửi cho tôi bức thư này thưa ngài một phụ nữ rất đẹp Tôi chưa trông thấy ở khách sạn này bao giờ. Phi bằng thận trọng cầm lấy chiếc phong bì và khẽ lắc. Có lẽ ở bên trong chỉ có một mảnh giấy mỏng. Người phục vụ cúi chào và định đi ra thì hắn ngăn lại và rút ví lấy một tờ đô la Mỹ loại 10 đồng bỏ lên khay. Này anh bạn, cho tôi biết ai ở phòng trên này. Hắn chỉ lên trần nhà. Từ ngày, ông Cheng, bác sĩ nông học người Trung Quốc Coi phòng dưới Hắn trò xuống chân Một thương gia thụy điện Phi bằng gật đầu Tốt, anh có thể đi Bóc chiếc phong bì Phi bằng đọc những dòng chữ viết Ở trên mảnh giấy Thưa ngài Vừa giờ chúng tôi có vô phép Mượn tạm một vật Mà chắc ngài rất quý Vậy để ngài có thể tìm lại được Nửa giờ nữa Ngài hãy xuống gara Để vào trong xe của ngài 10.000 đô la Mỹ ngài sẽ nhận lại được vật quý đó chúng tôi đảm bảo an toàn và danh dự cho ngài một tám tự rất đáng kính trọng của việt nam cộng hòa xin ngài đừng làm điều gì khác để khỏi xảy ra những chuyện đáng tiếc còn nếu ngài không đồng ý ba dấu chấm kết thúc bức thư hàm ý đe dọa rõ rệt không ký tên đọc xong phi bằng buông một câu trời tục đủ mẹ bọn chuột chết này láo sược thật rút khẩu boreta đeo cạnh nách ra kiểm tra lại đạn phi bằng bước tới ở trước gương sửa lại dâu tóc và rót rượu ra nốc một hơi nữa hai đôi lông mày rậm quặp xuống để giận dữ hắn nghiến răng để xem giữa tao và tụi mày đứa nào đáng tiếc hơn hắn xuống nhà tới quầy của cô gái trực tổng đài điện thoại ở khách sạn và nhẹ nhàng để một tờ 50 đô la xuống trước mặt cô gái. Sau khi đã liếc nhìn quanh không thấy ai, ông cần gì? Cô gái nhanh nhậu cất tờ giấy bạc và mỉm cười với phi bằng. Mắt cô ta kẻ công phu như một nữ tài từ điện ảnh. Đã có ai gọi điện thoại lên phòng số 306 chưa? Thưa ông chưa, chắc ông cần nghe. Phi bằng gật đầu. Cô gái mở cửa ở quầy Vậy ông có thể vào trong này ngồi đợi. Ông ngồi xuống ghế thấp này. Sẽ không có ai trông thấy ông. Phi bằng ngồi xuống cạnh cô gái giữ điện thoại. Cô ta liếc nhìn hắn một cách tình tứ. Chắc gã đàn ông có đề nghị bí hiểm với chiếc ví đầy lô la này. Làm cô ta thích thú hơn những kẻ khác. Một xe lốc hôm kiểu mới. Không hào hoa, đẹp mã, nhưng có sức hấp dẫn, phải yếu. Phi bằng nháy mắt với cô gái và ngồi vuốt ve bàn tay có những móng dài nhọn hoắt bôi son đỏ của cô ta. Định là một cái hôn nịnh nhưng tiếng chuông điện thoại đã cất lên. Cô gái nhấc ống nghe. Đoạn cô nháy mắt trả lại với Phi bằng. Gọi buồng 306 đấy. Đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Phi bằng đón lấy cặp tai nghe do cô gái đưa cho. Và sau khi cô ta cắm phích Hắn nghe thấy cuộc đối thoại trong máy giữa kẻ vô danh và người ở phòng 306. Thưa ngài, chúng tôi đã gửi giấy và đang đợi hắn. Hiện anh đang cầm cái ấy phải không? Thưa ngài, vâng, đã cho. Người ở phòng 306 cắt ngang lời tên kia. Anh đợi tôi ở đâu đấy? Thưa ngài, ở góc cây trường xuân, lối rẽ vào nhà hầm của sở vệ sinh. Tôi đứng ở trong nên ngài đến, xin ngài cứ tắt đèn xe cho. Tôi sẽ bật diêm và tối tắt để nhận ra nhau. Ngài đi xe gì vậy? Vồn vô, mang biển số ca Bao giờ ngài đến? Lát nữa. Thưa ngài, vâng, tôi sẽ đợi. Cần phải hành động. Phi bằng tháo tai nghe, đứng dậy và bước ra khỏi quầy trước cái nhìn lưu luyến của cô gái giữ điện thoại. Ông có quay lại đây nữa không, thưa ông? Sẽ quay lại sau khi cố hết phiên trực. Phi bằng nhếch mép cười và lại nháy mắt gặp nhau ở một chỗ khác vui hơn. Tuyệt đối pem chuyện này nhá. Cô gái gật đầu. Phi bằng tìm thấy chiếc volvo mang biển số KZ nằm ở trong gara, không khó khăn gì lắm. Ngồi vào ghế lái, hắn rút chìa khóa vạn năng mở công tắc điện và lái xe tới điểm đã hẹn mà gã đàn ông nào đó đã hẹn gặp ông khách trọ phòng 306. Đường cây trường xuân là một đường phố vắng vẻ do dân cư ở đây đã được đi bớt để chuẩn bị xây lại khu nhà hầm sở vệ sinh ở cuối góc phố. Không có một cách bộ hành nào trên đường, thỉnh thoảng chỉ có xe tuần tra của cảnh sát hoặc một vài chiếc xe tải phóng vút qua. Hẹn hò nhau ở địa điểm này quả thực là lý tưởng. Đến trước cửa nhà hầm, phi bằng ngó nhìn sau và cho xe ngoắc vào một cách lanh lẹ. Trong nhà tối mù mịt, một ánh lửa diêm lóe sáng và phụt tắt ngay. Đúng ám hiệu quy định. Ví bằng bấm công tắc bật toàn bộ đèn pha. Dưới ánh sáng đèn sáng quắc, một gã đàn ông mặc quần áo xám, tay cầm cặp da, đang đứng cạnh tường. Tay giơ lên che mắt vì bị trói ánh điện. Đồng chí đến sớm thật. Hắn nói và bỏ tay xuống. Thế mà tôi tưởng, cứ phải đợi kia ship Đồng chí tắt đèn đi cho. Phi bằng đã nhận ra kẻ đang đứng trước mũi xe hơi và một quyết định đến với hắn nhanh như chớp. Vừa tắt đèn xe, hắn vừa mở cửa, chạy vọt ra, tung mình đá thẳng vào mặt gã đàn ông. Không kịp trở tay, gã kia kêu hự lên một tiếng và ngã nhào ra đất như một cây thịt. Tóm lấy trọng tóc, gã dựng lên. Phi bằng mím môi lật mạnh đầu gã vào tường mấy cái liền, rồi tống cái thân hình mềm nhũn của gã vào trong xe. Nhặt chiếc cặp da lên để dưới đệm xe. Hắn cho xe lùi ra và phóng tuốt vào trung tâm thành phố. Dừng xe lại trước một tiệm ăn còn đông khách. Phi bằng mở cặp ra và vui mừng nhận thấy tập hồ sơ quý giá của hắn còn nguyên vẹn. Lần theo ký hiệu vần chữ cái trên góc tập hồ sơ, hắn mở ra và nhìn tấm ảnh của kẻ mang cái tên Vương Kiệt, nhân viên cục tình báo Hoa Nam với đầy đủ chú thích ở bên dưới. Đúng là tên mắt sách vừa xuất hiện ở khách sạn. Phi bằng bật lên một tiếng ồ khoái trá. trí nhớ đã không phản bội hắn. Hắn liếc nhìn sang tên ngồi cạnh. Máu đã nhuộm đỏ tắt lưng. Hắn nhếch mép và rít khẽ. Đúng, cái phản bội hối tiếc của chúng mày chứ không phải tao hắn ra khỏi xe khóa cửa lại cẩn thận và vào tiệm ăn gọi điện thoại cho tới văn phòng cảnh sát địa phương xong việc hắn vẫy một chiếc xe taxi định đến chỗ winner nhưng hắn lại đổi ý hàng ngày quay trở lại khách sạn xem sao đã cô gái giữ tổng đài điện thoại đã hết phiên trực đang ngồi trước gương trang điểm trông thấy vì bằng cô ta nhoẻn miệng cười và bỏ tỏi săn vào ví có vẻ mọi sự vẫn ổn thỏa ông thật đúng hẹn cảm ơn cô cô em rất đáng yêu phi bằng khoan khoái nghĩ đến cuộc truy hoan sắp tới cần phải ăn mừng lắm chứ y không thêm hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra sau khi hắn đi khỏi hắn khoác tay cô gái ra cửa đàng hoàng và gọi chiếc taxi đến thẳng một hộp đêm có buồng cho khách chơi qua đêm hết phần 4. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5.